Có hai khách nhắn tin hỏi rồi. Mà chưa có chút. Mới vô tới cái này nghe tiếng gái trong xuống nha. Em thật là mệt. Giờ này em ngủ đâu để ngày mai thứ bảy em làm. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Hello, chào mọi người. Con Bành Thị Na nó dậy sớm lắm mọi người ơi. Nó dậy rõ sớm luôn. Nó dậy 4 giờ mấy xong rồi nó đi vệ sinh rồi nó vô rồi nó ngủ một miếng nữa. Hôm nay 9 giờ luôn mọi người. Giờ dậy thôi. Đây nè, hai mắm thối. Dậy không? Đó, hay nó nằm hay nó coi tivi đó mọi người. Chú thích thật. Chú thích thật gì nữa, dậy đây. Dậy đi, mẹ đi chợ mua đồ. Chú mở cửa ra. Cậu Út phơi đồ. Út lưng nó phơi hay gì đồ hết rồi. Ở đâu? Trong phơi đồ hay gì đồ, cậu ở dưới gì vậy? Ở dưới chơi vậy? Đi rửa mặt đi. Hủ vô nha. Mày giục banh luôn cái hủ đi. Mẹ đi chợ nha, Na ở nhà nha. Dạ. Chị Xu đâu ấy? Để cái thùng rác bên kia luôn Xu. Xu để thùng rác bên kia luôn. Thùng rác. Cái thùng rác. Thì em sẽ đi chợ mua đồ ăn nha mọi người. Em bỏ đi sao đành. Mất lòng sự yên mong. Mình sẽ đập điện của Xu. Mua 3 hộp bánh cuốn. 3 hộp bánh cuốn. Bỏ chả đó thôi, bỏ một hộp hai cái màu vậy đó đi chị. Ờ, bỏ không cần bỏ chả đó cũng được. Bên kia này bán quá trời luôn. Chị bao nhiêu mắm cay hết hả? À, một mắm không cay vậy. Nói chừng nóng nha. Còn cái này là của mẹ. Cái không cay á của Su á. Hoặc là cậu Su ăn cay không cay. Kêu cậu Út lột cơm cho em với nha. Một hồi nguội rồi lột cho em ăn. Con nãy chuối với con bó hoa. Bự luôn cái con bút canh chị. Bây giờ xuống là ăn làm là ăn gì đâu? Uống hạt nước. Uống hạt nước cái nẻ ta. Là nó ăn một tiếng rồi cái con bút. Không rồi chị ăn làm bánh cuốn quần quần. Giờ này cao lên. Thiệt không? Mà các con chú chưa mà ăn không? Mời con chú ơi. Mời con có các chị con ăn. Các con chú các chị cùng ăn mà là nước mắm. Xui nè đi lấy cái bọc màu trắng thì lại luôn rồi gỡ cái lột ra đó luôn nè. Ngon không? Trời ơi, trời ơi ăn dữ trời. Đúng luôn rồi đó. Em mua bó hoa này có 25.000 mọi người. Trời ơi, bó hoa này mua mà ở ngoài kia là 35.000 á. 35 có khi 40.000 mọi người. Mới kẻo luôn, em mới biết cái chị này chị bán á. Chị này bán nào cũng rẻ hơn đó. Em mua nải chuối, nãy lựa nải chuối khi có một trái nó bị sẹo sẹo nên là em đổi lại nải chuối này.
được chưa, để chị ba chà cho. Ghê hả? Trời ơi, giỡn. Trà nào hả? Từ hồi qua xong đến giờ luôn. Trời ơi. Cái xiên nó già. Rồi mang sáng cho mọi người ăn xong em sẽ lên chỉnh tải video nha, chỉ trong lưng tải video luôn. Em ăn xong rồi mọi người ơi. Trận lưng nó đau bàn đó mọi người. Mày làm gì vậy? Em làm rồi, kỹ quá ha, đi lên cắt ghép video làm gì mà kỹ dữ trời. Ôi ôi. Đây. Ôi nó làm lắm ông mọi người, nó rửa son chén rồi kìa. Sáng 6 giờ nó dậy sớm, nó xuống đây nó ngồi mà nó không mở cửa. Con Bành Thị Xuân với Bành Thị Na nè. Hai đứa coi nhà nha, mẹ lên chỉnh mẹ tải video nha, đưa điện thoại cho đây. Mẹ. Như vậy. Trời ơi, cậu đang ngủ gì mà ngủ. Đi lên trước đi lên. Giờ em sẽ chỉ con lưng tải video luôn nha mọi người. Ta sửa coi con Bành Thị Xuân với Bành Thị Xuân. Nó quất 12 hộp rồi, nó quất 11 hộp. Hôm qua em uống có 1 hộp. Mới hết 12 hộp rồi. Bành Thị Xu với Bành Thị Mana bào dữ lắm. Lần sáng nó phơi đồ luôn mọi người. Nó phơi đồ luôn rồi. Mình ngày hai cái mền luôn hả? Hút bụi trong này không? Không chứ. Hút cả bằng tím luôn. Hút cả bằng tím luôn. Thôi để đây luôn đi. Trả vô phòng xuống chi, nó không có chuyện để đây lưng lên lưng xếp lại đi, lưng nằm hai cái, đóng cái cửa sổ đó lên bật máy lạnh lên chị bay. Hỏi trong phòng này không có máy lạnh, tao chịu không nổi. Cái đường mốt không? Chưa. Máy lạnh là lạnh lắm mọi người. Để than trong phòng lưng luôn chứ để ngoài kia thấy nó vướng quá à. Để đây luôn. Ê mày có căn phòng nhỏ như vậy á, ê cái này mà có thêm cái toilet nữa là ok lắm luôn hả? Là mày không cần phải đi ra ngoài luôn á. Dạ. Dạ nó chứ. Còn luôn nó có thêm toilet nữa chắc nó mù luôn mọi người, nó tối ngày nó trong phòng không á. Chiều qua có ngủ không? Có. À, ở trưa chứ, buổi trưa có ngủ không? Có chứ. Hôm qua nó ngủ trưa đó mọi người. Hôm qua nó kêu nó mệt quá nó ngủ trưa. Rồi chơi lại đây tải chỉ cho tải video. Xong rồi, xong rồi, xong. Bây giờ có 1 cân 5 chiếc sữa. Hứa là chút mạnh chứ. Ở trong cái túi màu đen đúng không? Ok, để xuống xuống. Hello, chào mọi người. Giờ này em với em với Xuân sẽ cua cái đơn hàng này nha mọi người. Bốn con. Cái này con này 2 con thôi. Áo bọc biển. Cái này con nè. Bọc biển dễ thương mọi người. Áo con nè. 3 cái bọc biển luôn, lưng cái, xong cái, em cái. Na cái. Vẻ đẹp lắm mọi người. Với một cái màu đen dâu này của Xu. Cái này của Na. Cho Xu bận đi. Cái này màu xám nha mọi người. Cái này của Na. Cho Xu bận đi học. Đi học không được không? Được. Na nè. Đi học mọi người. Na cho Na. Cái gì? Na. Na đâu có bận được đâu, Na nhỏ mà. Cái gì? Đẹp quá Xu nè. Được không? Có. Mày bận với mấy đứa còn sợ á, đi học thêm. Cái quần jean. Không có mua cho Xu qua áo trên trường nha mọi người. Bởi giờ em không có mua áo trên trường cho Xu, em mua áo thun này cho Xu bận thôi. Không, không có quá kìa, có cả áo. Cái này cắt ra hả ta? Xu lấy con cây kéo đi. Cây kéo màu hồng. Tự nhiên đau chỗ này ta. Tự nhiên đau chỗ này mọi người. Nhất nhất. Này trai trai gác bằng được. Không biết là cái này là từ trước mình cái. Đẹp á, dễ thương quá. Nhưng mà cái này dễ đẹp không nha, cái này dễ đẹp nhất. Thấy nhìn nè, ở đây nhìn
lại là sao? Cái này mặt nó mặc vô nó thành cái đầm luôn rồi. Bữa nào mua cho Nai cái khác. Đâu nó không lừa mà. Mua cho Nai cái khác. Cái gì mà đòi đòi vậy? Nai đang bận cái màu trắng đó. Không. Cái này đang đẹp lên cái cậu quá đi con đi hình lịnh rồi. Kêu nó đi, kêu nó trốn đâu rồi. Nè, nè trốn đâu? Trốn chưa? Đúng rồi. Bỏ đi ra, bắt đi ra đi. Rồi, chụp hình nè. Rồi, thả tim rồi. 1, 2, 3, thả tim. Thả tim. Thả tim. Thả tim đâu à? Thả tim. Ừ, thả tim như này. Thả tim. Thả tim đâu à? 1, 2, 3, thả tim. Thả tim. Ủa sao nó thả tim rồi? Lại nè, thả tim. Thả tim. Thả tim. Nó ra ngoài đây. Thả tim vậy nè. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Ừ, ok. Ok. Này. Sao nó thả tim gì kỳ cục vậy? Ai dạy nó thả tim gì không biết, nhỏ nhỏ nè. Cái gì? Xô mua cái này nè. Ủa sợ mày là mua đó hả? Ôi. Nè. Là bạn áo đó nhìn đẹp không? Không hả? Ăn xong chưa? No chưa? No rồi. No rồi đi lên ngủ đi. Ăn mà. Ăn xong chưa? Ăn rồi. Ăn rồi lên ngủ đi. Đi ngủ đi. Ở chưa ăn hả? Chưa ngủ. Nè, thả tim ơi. Trời ơi trời, này nó không biết nó học thả tim đâu vậy. Mọi người thả tim lại coi. Thả tim vậy á. Cái gì vậy? Trời ơi, dưới kia đi chung ăn luôn. Nè anh ơi. Nè. Nè nè, không biết coi gì hả? Đi. 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 Đây. Giờ xoay hết đi. Mày đâu? Mày kêu. Em vô cái kêu Su gọi đầu cho em xong. Ôi quá trời lớn. Có chú shipper đứng đây. Ôi quá trời buồn. Su nó xuống cái nó làm chảnh nó chơm được 2 bánh rồi mọi người. Xin ngủ phải không? Có xin không vậy? Có chứ. Nói sao? Đầu xù nó rối, mọi người dũi cho nó cái máy thì mấy mượt cái máy thôi á. Còn đầu nó xù lên như cái con gì á. Con giếp. Cái con quạ luôn vậy á. Giờ thì em sẽ like nha. Con Na nó đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi, biết nó dậy chưa. Mọi người mua hàng mọi người ra đầu trang nha. Chị nào da bị nám, bị bụng, bị tàn nhang thì mấy chị mua kem nha.
Chị nào da chưa được trắng mấy chị mua cam body nha. Chia sẻ like cho anh em mọi người. Thả tim cho anh em mọi người. Nghĩ nhưng mà Su Nam vẫn đi học thêm mà. Vẫn đi học thêm bình thường. Su đi học thêm tiếng Anh này nha mọi người. Mọi người mua hàng mọi người ra đầu trang nha. Chị nào da bị nám, bị mụn, bị tàn nhanh thì mấy chị mua kem nha. Chị nào da chưa được trắng mấy chị mua kem body nha. Thả tim cho anh em mọi người. Na đang ăn đang. Na nó ngủ trên lầu á. Chắc nó chạy nó đi kiếm cái remote hay gì á. Chắc nãy nghe tiếng mở cửa, chắc nó ra nó đi kiếm remote hay gì. Mọi người để em coi cam rồi. Con Na nó lì dữ lắm, nó lì. Đi kiếm remote nè mọi người. Nó đi kiếm remote nè. Hãy cho, hãy cho. Tắt ma, máy lạnh chưa? Rồi. Tắt đèn chưa? Rồi. Ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ ngon không? Ừ. Ở đây nữa nè. Dạ. Gì? Cái đồng mót đâu rồi? Đi kiếm đồng mót có không? Không có. Đồng mót đâu? Nằm ở đâu? Thì nó đen kìa mọi người, nhìn Na nó đen thui, thù lùi luôn kìa. Na. Na. Ở đây mày cắt móng tay cho nha Na. Ở đây cắt móng tay cho. Để cắt móng tay cho. Cắt móng tay cho mày đi chơi. Nhanh lên. Nhanh lên. Chị nào da bị nắng thì một bị tan nhanh thì mấy chị mua kem nha. Chị nào da chưa được trắng thì chị mua kem body nha. Giờ đi học mà còn trắng. Điểm chắc Na khoe đã luôn. Nói gì đó. Su đi học thêm tiếng Anh cho mọi người. Giờ này Su đi học thêm tiếng Anh. Mới nhận đồ á, Su nó cũng đâu có chịu giặt đâu, nó để nó bận luôn mọi người. Nó chơi nha thằng Lâm. Nó chơi thằng Lâm không giặt đồ nó còn hơn đó. Su cũng đâu có giặt đồ đâu. Đồ đó cũng mới giận mà nhận hồi sáng rồi xong để bận luôn. Trời mưa mọi người. Chân chân. Ôi trời mưa, trời mưa rồi. Vô đây vô đây chị ơi. Vô lấy tiền mọi người ăn. Ơi ước mơ hả? Ừ. Ơi ước mơ hả? Ước chứ.
Trời ơi, đi vô đây rồi. Mẹ xuống nấu ăn. Mẹ, hồi sáng mày có mua chả cá hả? Mà ăn cơm. Con xuống bắt được cơm nha. Con này này, mày coi, mày coi điện thoại hay gì vậy? Hả? Để ăn nha mọi người. Đi lên kêu cổng rồi. À, đi lên kêu cổng xuống ăn cơm nè. Nhà sẽ đi lên cổng rồi đi xuống ăn cơm. Rồi. Cặp lên. Ở đây bài Vương nè. Tụi thác gì hết kìa mà. Giờ để nguyên cương. Với lẩu. Mở cửa ra. Chưa cốc chưa? Chưa rồi. Nè. Xuống ăn cơm mọi người ơi. Mọi người à. Tao không có giỡn với mày đâu nha. Tao qua tao thấy mày chưa ngủ, tao giờ muốn lấy điện thoại muốn để đó.